bác này bảo quay hết dàn xe này, em quay cho các bác xem này, em quay cho các bác xem luôn cả dàn luôn nhá. Một dàn xe toàn bộ mấy con ở ngoài đây luôn này, để em quay chi tiết, quay từ từ cho các bác xem luôn từng con một. Chiếc đầu tiên này là chiếc 425 này. Con này nó có cabin có cửa luôn nhá. Cửa của nó thì vứt ngoài đây này. Đó, cửa của nó đấy, nhưng mà kính cũng vỡ hết rồi. 425. Đây là chiếc 525 này. Trần Minh Dũng còn đây, nhưng mà mới bị lột rồi. Chiếc này ben cơ, số cơ ben cơ toàn bộ cơ hết nhá. Chiếc này chạy 2.400 giờ rồi. Chiếc này thì đang chào bán khoảng tầm 120 hơn 120 á. Động cơ của nó là động cơ Isuzu này. Chiếc này giờ thì bị ảo rồi, chẳng biết thế nào, con 500 bao nhiêu giờ. Con này cũng xài bên điện nhưng chuyển có cơ rồi. Cũng xài cần, chuyển có cần cơ đây rồi. Đây là cái 425 nha. Đậu cơ này cũng động cơ Isuzu luôn. Đây là cái động cơ Isuzu luôn nha. Chiếc này có kính trước này, cửa đấy luôn này. Đây con Sivora D32 này, D32. Ben bụng của con này thì toàn bộ ở đây hết nha. Số chạy, số phay này. Ben biết kiểu như đây luôn nha. Đây này, bộ cánh cửa của con 425 đây này. Nhưng mà kính của nó thì chắc cũng đã đi rồi. Đây này, kính nó hàn cái bộ khung này. Cửa về chả dùng làm gì, vứt bỏ không. Đây có bộ gầu nhá, bên kia có bộ gầu kìa. Bộ gầu vứt bên kia kìa. Đây có hai dàn sới luôn nha. Một dàn sới 1m6, một dàn sới 1m8. Đều có hai dàn đều của Isuzu hết. Dàn này 1m8 này, dàn này 1m6 này. Đồ đầy đủ nha, tăng đồ thứ còn nguyên nha. Đỡ sới đây. Đây là đỡ sới đây. Dàn này đỡ sới nhìn đẹp hơn này, dàn này 1m8 này. Dàn này thì đang bán là 8 triệu này. Dàn này cũng bán 8 triệu luôn này. Hai dàn này giá bằng nhau. Dàn này 1m6. Dàn này thì 1m8. Đây bộ đây. Đến mới sới đầy đủ nha. Nope. Đây bộ gầu. Trên lưỡi gầu kia bộ gầu của nó đây. Bộ gầu này bao lắp ráp luôn là 12 triệu nhé. Bò lắp ráp đầy đủ hết luôn ạ. Bao lắp ráp. Đà, mới ráp xong cho một con đây này. Con Mitsu, mới ráp cho con Mitsu ở ngoài đây. Đưa để giao cho khách này. Về để khách làm để lên núm cà, nằm xơi phân sân cà phê nha. Chiếc Mitsu này, đó gầu đây. Cái gầu kia kìa, gầu kia là trước độ cho cái gầu xanh ạ, nhưng mà giờ tháo ra rồi, đưa sang đáp sang cho con này để giao cho khách trước. Còn cái gầu của nó thì nó đang ở bên kia kìa, do chưa xẻ ra nào, nên là giao cái gầu kia trước. Cái này thông minh nhỉ, gạt cái này xuống đây anh cơ. Mình dính bùa cá. Cái đấy để trang cá gì. Của nhà em làm bằng sắt mà nó, bằng gỗ là ra đi hết rồi, chắc quá đạo. Làm bộ như này hay à. Cái góc này không mài hết đi để đi nó mắc hết. Được thông minh, có sáng tỏ. Để lên uống cà này, còn cái này để trang cà này, chéo cà. Đây chiếc Mitsu này. Con này xác là con MT28 nhưng mà động cơ thì tháp lên động cơ con 4.000 rồi. Bộ
gầu lưới dài đây này, bao lắp ráp hết toàn bộ. Con này, con này hôm giao bao nhiêu toàn bộ như thế này? 75 triệu toàn bộ. Là con này giao luôn cho khách rồi, họ xem xong xuôi là giao luôn 75 triệu, là làm toàn bộ ráp hết từ đầu đến cuối luôn nha, 75 triệu. Còn đây có con Hilo Moto này, có bán luôn không anh Cửa? Bán luôn à? Con này đán mấy nghìn? Đây còn chiếc Hilo E404 nhá. Con này cả gầu xúc. Gầu con này thì gầu lớn rồi, gầu zin luôn. Như một bộ gầu xúc máy móc rồi. Nên cái bộ khung của nó đã ăn bao nhiêu tiền rồi này. Bộ khung gầu này thì không chê đâu được. Lốc của con này là 13628 này. Nhìn cái xác nó to quá, nguyên bộ gầu con này. Con này vừa lại nói bán bao nhiêu anh Cường ơi? 120 triệu các bác ạ. Nguyên một bộ luôn. Đầy đủ hết là 120 triệu. Con này lái bằng thủy lực nhá. Lái bằng ti thủy lực luôn này. Bộ gầu của nó, gầu này chuyên để xúc cà thì gầu lớn rồi. Gầu này chắc một lần xúc gấp đôi cái gầu máy, gấp đôi gầu 03, gầu này ạ. Gấp đôi gầu 03. Đây hôm bữa có bác hỏi móc này. Móc này để nguyên như vậy thì bán lại luôn, rộng là 2 m, dài 3 m. Dài này dài 3 m hay hơn 3 m ta? Gầu này thùng này. Thùng này 3 m các bác ạ. Cái đây là hộp số gát nha. Có thắng thắng tay, thắng dây đằng sau luôn này. U này nó u nhỏ, nhưng mà u của nó là u dập chứ không phải là u thường cái đâu. Nó còn dày hơn cái u thường cái nhiều á. Cái u này nó dày lắm chứ không phải u mỏng đâu. Mà các bác xem này. 10,5 ly. Thắng đĩa này. Rồi kia nhíp đôi luôn. Gầu này dạ, cái thùng này trước đóng Minh Dũng là nó kêu là đóng Minh Dũng là 70 á. Nhưng thùng này bây giờ thì đang bán lại là 40 triệu. Đang bán lại 40 triệu có ra lọc cho các bác. Cao thì là cao, thùng này chắc cao 5 năm rồi, thùng này thùng cao 5 năm rồi. Nhìn cái sắt thì mỏng thôi, nhưng thực chất là nó rất dày, nó không có, nó mỏng nhưng mà nó nhìn như sắt nhỏ, nhưng mà sắt lại cái chất lượng sắt thì lại dày. Sắt này sắt sắt u này u dập chứ không phải là u mua sẵn đâu. Benty đầy đầy đủ nhá. Mình thử nổ chiếc này xem cho các bác xem luôn. Cần số S của nó ở đâu ta? Cái xe này nên muốn đề được nó. Không có bình à? Mình cứ nghĩ có bình để đề. Con này không có bình. Con này được cái bộ gầu của nó chất lượng này. Ngon này. Gầu được hình như gầu của Shibura. Giống gầu của Shibura. Nhìn biết là cái bộ gầu này của Shibura rồi. Chiếc này chạy 1600 giờ rồi này. Chiếc này thấy nó còn ok á. Có vừa rồi mới thay ống thủy lực nhớt nhe ve bét ở đây này. Cái nào là cái ống đưa lại cái đường ống thủy lực của cái ti đi lái này. Làm lại đường ống mới này. Thì nhớt nhe ve bét, cái đồ của bọn này thì dày vô đối rồi, nhìn cái bộ khung là thấy nó dày. Bê cái bộ này đủ chết. Đồ dày vô đối. E4040 này. Đây, cái bộ con này thì gầu đắp rồi. Máy múc đồ thứ đây hưởng cơ khí của anh ấy này. Máy múc đồ rút chả lan vậy kìa. Chào các bác nha, các bác xem thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha.